tác nhân hàng đầu khiến da trở nên nhạy cảm. Da nhạy cảm rất dễ dàng bị kích ứng với các yếu tố từ môi trường hay cảm xúc. Chỉ cần một sự thay đổi thời tiết nhẹ, vật nuôi trong nhà, căng thẳng hay thậm chí là bụi cũng khiến làn da nhạy cảm của bạn gặp vấn đề. Vì thế, chăm sóc da nhạy cảm đúng cách cũng cần chú ý nhiều hơn, nhất là trong việc chọn lựa các loại mỹ phẩm chăm sóc da. Các nguyên nhân bên trong khiến da trở nên nhạy cảm: làn da trẻ sơ sinh mỏng hơn và hàng rào bảo vệ da thì bị hạn chế hơn của người lớn, làm làn da trở nên nhạy cảm hơn đối với các ảnh hưởng của chất hóa học, vật lý và vi khuẩn. Đọc thêm về làn da ở các độ tuổi khác nhau. Ngược lại, vì da già đi, toàn bộ các chất cấu thành da, chức năng của màng hydrolipid và các màng axit bảo vệ bị giảm sút, dẫn đến mất cân bằng pH và gia tăng sự mất nước. Điều này có thể dẫn đến việc da bị lão hóa, trở nên nhạy cảm với các sản phẩm có tính kiềm cao như xà phòng. Mất cân bằng hormone, kết quả của sự căng thẳng hay quá trình mang thai, kinh nguyệt, dậy thì hay mãn kinh, có thể làm giảm tính hiệu quả của hàng rào chức năng của da. Một số người có thể phải chịu đựng làn da nhạy cảm và kích ứng, cụ thể như những người có làn da khô hay da bị tổn thương, bị bệnh atopic dermatitis, mụn và trứng cá đỏ. Các trường hợp trên đều có thể là phản ứng lại với các chất kích thích như nước hoa và chất tạo màu. Dị ứng với các loại thức ăn như đường, bơ sữa, chất phụ da và trứng nhưng không được chẩn đoán và không được điều trị có thể dẫn đến da bị viêm và phát ban. Đổ mồ hôi quá nhiều hoặc thiếu nước cũng có thể làm da bị khô. Nhiều người bị kích ứng sau khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, gió lớn, nhiệt độ rất lạnh, nhiệt độ rất nóng. Ngoài ra, một người có làn da nhạy cảm có thể dễ bị phản ứng với các sản phẩm chăm sóc da, trang điểm hoặc một số loại quần áo nhất định. Các triệu chứng của da nhạy cảm hoặc phản ứng có thể xuất hiện theo nhiều cách, bao gồm phát ban hoặc phát ban, các mảng đỏ, nổ da, cảm giác châm chích hoặc bỏng rát, có hoặc không có những thay đổi đáng chú ý trên da, cháy nắng. Cách chăm sóc da nhạy cảm: lập danh sách các chất dễ gây kích ứng da. Bạn sẽ không thể biết làn da nhạy cảm của mình dễ bị kích ứng với các thành phần nào trong mỹ phẩm. Vì thế, trước khi chọn một sản phẩm nào đó, hãy chắc chắn rằng bạn đã thử sản phẩm trên vùng da mỏng ở dưới cằm hoặc mặt trong cánh tay trong 48 tiếng. Nếu có bất cứ dấu hiệu mẩn đỏ, ngứa thì bạn nên tránh xa sản phẩm đó. Luôn tẩy trang hàng ngày. Dù bạn thuộc loại da nào thì tẩy trang hàng ngày luôn là điều cần thiết. Chăm sóc da nhạy cảm đúng cách vừa giúp làm sạch da vừa tăng cường khả năng hấp thụ dưỡng chất từ các bước chăm sóc da khác. Các loại tẩy trang dạng nước sẽ an toàn hơn cho da nhạy cảm. Da nhạy cảm nên rửa mặt như thế nào? Mỗi ngày, bạn chỉ nên rửa mặt 2 lần vào sáng và tối. Rửa mặt nhiều quá sẽ khiến cho da dễ bị khô và mất nước hơn. Bạn nên chọn các sản phẩm sữa rửa mặt dịu nhẹ và tăng cường độ ẩm để làm sạch và không bị khô da sau rửa mặt. Cấp nước và dưỡng ẩm cho da nhạy cảm. Cấp nước và dưỡng ẩm cho da nhạy cảm vừa giúp da thêm căng mịn vừa giúp da khỏe mạnh, tươi sáng và chống lại các tác nhân gây ảnh hưởng đến da từ bên ngoài. Xịt khoáng cho da nhạy cảm mỗi ngày hoặc khi cần thiết để da không bị khô. Bạn nên chọn các sản phẩm chăm sóc da nhạy cảm chiết xuất từ thiên nhiên, không có chứa hương liệu, các thành phần chất bảo quản để hạn chế kích ứng với da nhạy cảm. Sử dụng kem chống nắng hàng ngày. Bạn nên thoa kem chống nắng mỗi khi đi ra ngoài vì làn da nhạy cảm rất dễ bị kích ứng khi tiếp xúc lâu dưới ánh nắng gắt và tia UV. Kem chống nắng bạn cần chọn loại không có hương liệu và phù hợp với da nhạy cảm để không bị kích ứng khi sử dụng. Cân bằng da bằng nước hoa hồng. Nước hoa hồng rất tốt cho da nhạy cảm do có đặc tính làm mát tự nhiên, làm se da, sát trùng và cân bằng độ pH trên da, giúp cho da không bị quá nhờn hoặc quá khô. Sử dụng nước hoa hồng thường xuyên sẽ ngăn nếp nhăn da và se khít lỗ chân lông. Trước khi ngủ, bạn có thể xịt một ít nước hoa hồng và vỗ nhẹ nhàng trên da. Cảm ơn các bạn đã đón xem video, hãy like và subscribe kênh của chúng mình để cập nhật những xu hướng làm đẹp mới nhất nhé.